Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục với các bạn với cái mẫu xe là CBG 150 ER. Về màu sắc thì hiện tại hết đang có được hai màu, đó là màu màu đỏ phiên bản thể thao và phiên bản đặc biệt màu đen mờ như trước mặt các bạn đây. Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau xem chi tiết những cái tính năng và những cái ưu điểm trên dòng CBG 150 phân khối này, coi nó có những gì nổi bật nha. Thì hiện tại thì hết đang có hỗ trợ cho mình một cái con xe CBG mà chạy thử á. Thì nếu như các bạn nào ở khu vực Chợ Vinh thì mình có thể ghé ngay hết Honda Thành Hiếu để mình trải nghiệm cái dòng CBG 150 phân khối này. Và khi đi thì các bạn nhớ mang theo giấy chứng minh học bằng lái xe để mình cùng nhau lái thử và trải nghiệm. Rồi thì đó là sơ bộ về cái dòng CBG này. Thì hiện tại Honda họ cho ra mắt cái dòng CB này với ba màu sắc và ba phiên bản, đó là phiên bản tiêu chuẩn với màu đen đỏ và phiên bản đặc biệt với màu đen xám như trước mặt các bạn đây, và cái phiên bản thể thao là màu đỏ mà tem HRC như chiếc VinX gì đó. Thì về thiết kế thì các bạn đã tìm hiểu cũng biết khá là nhiều. Thì trước đây Honda họ sẽ cho ra mắt những cái phiên bản trước đây như tem màu Repsol rồi đó, thì cái phiên bản đó thì nhìn nó cũng không có sắc nét bằng cái đời sau này. Đối với Honda thì những cái dòng CBG thì họ cái dáng mẫu Sportline này hầu như nó có cái kiểu na ná giống như nhau. Nói chung là cái con xe này khi mà các bạn vận hành trên đường thì nó sẽ gây ấn tượng đối với người xung quanh rất là nhiều, bởi vì cái kiểu nó rất là hầm hố ha. Đặc biệt là thêm cái màu đen mờ và lấy tem chủ đạo là cái màu đỏ nữa, làm cho cái xe nó thêm sắc nét hơn. Để nhìn về mặt tổng thể thì cái điểm nhấn đầu tiên của con CBG này đó là cặp phuộc trước. Phuộc trước là phuộc upside down của hãng Sova luôn ha. Đây, với cái núm dặn ở phía trên là màu xanh, nó làm cho nguyên cái cụm phía ghi đông ở trước này nó có một cái điểm nhấn, nhìn nó đẹp mắt hơn. Đây là phuộc với tông màu là màu đen mờ, nhưng mà cái phuộc màu vàng thì các bạn nhìn vào cũng rất là đẹp ha. Bên cạnh đó thì về tính năng an toàn thì con CBG này nó sẽ trang bị cho mình một cái là phanh ABS hai kênh, cả kênh trước và kênh sau luôn. Và đặc biệt thì xe này mình đã có chạy thử rồi khoảng cỡ 1-2 cây số vậy thôi. Tại vì có chiếc xe chạy thử á, thì mình cảm giác như là ở cái thắng ABS ở phía sau này nó rất là nhạy hơn những cái dòng xe khác nha các bạn. Khi mà các bạn vận hành trên khoảng 20 km/h hoặc là 30 km/h mà các bạn thử đạp tức thời coi, đạp thắng sau này đạp dính luôn, thì cái ABS nó hoạt động ngay, nó rất là nhạy, nó nhạy hơn những cái dòng xe khác rất là nhiều. Ở phía phanh trước này cũng vậy. Về con heo dầu thì piston heo dầu thì được trang bị là hai piston, cho nên cái lực phanh của mình nó vừa có ABS vừa có hai piston này, thì cái lực phanh của mình cũng rất là nhẹ. Đó, bóp đây rất là nhẹ ha. Điểm đầu tiên thì mình thấy thì ABS của con CBG 150 này hoạt động tốt và nó nhạy hơn so với những dòng khác. Cái thứ hai nữa là mình đã chạy vào cái đoạn đường gồ ghề. Thì cái hệ thống phuộc upside down này, hành trình ngược như thế này, nó cũng núng cũng rất là êm ái đối với khi mà các bạn đi đoạn đường gồ ghề mà quanh co nhiều á, mình bo cua cũng có thoải mái hơn và núng thì rất là êm, nó không có bị dằn hay là bị sốc ha. Cái phuộc sau của nó đây, thì nhìn sơ thì nó được sẽ được hai cái ưu điểm. Rồi cái thứ ba thì cái khối lượng xe của con CBG này cũng không có nặng lắm, nó chỉ là 139 kg ở khối trọng lượng khô thôi. Thì với cái con xe như thế này, trọng lượng như thế này thì các bạn khi mà mình điều khiển nó cũng rất là dễ dàng, không có mang lại gì khó khăn hết. Và cái kiểu dáng ngồi ở đây thì được thiết kế cái yên hình hình võng. Cái yên này thì cũng to nè, nệm thì cũng mềm. Và cái thiết kế của bình xăng của CBG này, cái phần này nó nhỏ ha các bạn, cho nên mình ngồi thì cái tư thế lái của mình nó sẽ thoải mái hơn. Và cái mình để chân thì nó cũng dễ dàng hơn, nó không có bị chồm mà không có bị mỏi. Ở đây thì nó sẽ trang bị cho mình một cái yên sau, là yên này cho chở dành người ngồi sau, nó cũng to và nó mềm hơn thì mình cũng có thể chở người được thoải mái ha. Phần phía đuôi xe thì được họ vuốt nhọn lên tạo nó một cái nét ấn tượng hơn. Đèn sau là đèn LED nha các bạn. Về dung tích bình xăng ở con CBG này thì nó lên tới 12 lít, cho nên các bạn đổ đầy bình xăng thì cũng ta có thể chạy được thoải mái hơn. Đó, 12 lít. Hiện tại thì mình thấy là giá xăng nó đang tăng á, cho nên các bạn mua mấy con xe này thì mình đổ xăng hơi ngán tiền ha.
Về cụm đèn trước thì là đèn LED. Thì những cái mẫu này các bạn nhìn cũng giống như là được chia ra hai tầng hai bên như là Winner X hay là Aplex. Đó, như các bạn thấy ở một cái đèn này thì mình sẽ liên tưởng ngay đến dòng như là Aplex, Winner X và CBG thì nó đều có những cái thiết kế đèn như thế này. Ở đây các bạn nhìn vào giống như hai con mắt gì nhìn cũng rất là ngầu ha, nhìn từ phía trước tới. Ở phía trên này là đèn định vị. Xi nhan thì xi nhan được tách rời ra hai bên. Hiện nay nó đảm bảo cho cái điều kiện pháp luật ở Việt Nam mình thì bắt buộc phải xi nhan phải rời ra như thế này. Nó giúp cho dễ quan sát hơn, người ở phía sau khi mà chúng ta qua đường nó dễ quan sát hơn. Ở đây cái xi nhan nó rời như thế này. Về động cơ thì nó cũng chỉ là 150 phân khối thôi, nếu như nó cũng giống như con Winner X vậy. Và một cái điều đáng nói ở đây là cái động cơ này nó sẽ được thay đổi lại hoàn toàn về cái bộ ly hợp. Cái bộ ly hợp này là bộ ly hợp chống trượt, nó sẽ hỗ trợ cho mình chống trượt hai chiều. Thì với cái tính năng này thì nó cũng giống như một số mẫu xe phân khối lớn, là nó sẽ giúp cho các bạn khi mà chúng ta chạy ở tốc độ nhất định mà muốn chúng ta vô số thì trả số rất là dễ dàng. Nó không có bị trượt và nó bị khóa bánh trong các tình trường hợp mà các bạn đang đi tự nhiên trả số về thì nó không có bị khựng lại. Thì ở cái con Winner X hay là nói về dòng 150 đi, ở con Winner X hay là Exciter khi mà các bạn đang chạy ở số 5 hoặc là số 6, các bạn muốn gặp trường hợp đột ngột các bạn đạp số về thì nó sẽ bị khựng xe lại. Còn riêng đối với dòng CBG 150 này, khi mà các bạn đang chạy mình ngắt số, mình giống như mà trả số về thì cái cảm giác nó sẽ không có bị trượt. Đó, cái đây là một cái ưu điểm lớn nhất của dòng CBG 150 này ha. Ở đây thì cái dòng này nó sẽ là nhập khẩu nguyên con từ Indonesia nha các bạn. Đó, chính công ty Honda Việt Nam đứng ra nhập khẩu nguyên con về cho các bạn. Thì cho nên các bạn mua xe những cái dòng này thì vừa được hưởng chế độ bảo hành và vừa được là một cái con xe nhập khẩu, cho nên chúng ta cũng an tâm khi mà mua những cái dòng xe này ha. Chế độ bảo hành đầy đủ hết. Thì ngày hôm qua thì mình có chạy thử được cái đoạn đường đó thì mình chỉ cảm nhận được vài chi tiết đó thôi. Cái thứ nhất là về hệ thống giảm sốc của con CBG 150 này thì chạy nó cũng tốt nè. Về đoạn đường trường hay đường gồ ghề thì chạy cũng ok. Cái thứ hai nữa, hệ thống ABS cả trước và sau thì con này hoạt động đều rất là tốt. Nó hỗ trợ tốt hơn những cái dòng xe khác. Cái thứ ba là về vô số thì cái động cơ này trả số hoặc là vô số thì rất là nhẹ nhàng và mượt. Và cái thứ tư là trọng lượng xe cũng không quá nặng, nó chỉ 139kg thôi. Còn dung tích bình xăng thì 12 lít. Đó, nó khi mà chúng ta đổ đầy bình xăng thì chúng ta cũng có thể vận hành một cái đoạn đường khá là xa. Về tổng thể thì mình thích ở con này là tại vì nó thiết kế những cái đường nét hoa văn rất là đẹp và sắc nét hơn, làm cho chiếc xe nó thêm phần cá tính hơn. Về mức tiêu hao nhiên liệu thì con này nó khoảng 2,91 lít trên 100 cây số, thì với động cơ 150 thì nó cũng không có tiêu, không có hao xăng gì lắm nha các bạn, cho nên mình cứ thoải mái chạy thôi. Đó. Đây cần số thì nó được thiết kế vị trí này, chúng ta cũng có rất là dễ dàng vô số, nhưng mà nó có cái bất tiện là các bạn đá chân trống này xuống nó hơi khó, là tại vì nó dướng ở đây nè. Hay là tại vì mình mang giày thì mình ấy nó khó, thì cái đó mình chưa biết, tại vì mình thấy lấy cái chân trống giữa này ra nó hơi khó, chân trống bên này nó ra hơi khó thôi. Còn tất cả còn lại thì ở dòng CB này đều ok. Về giá cả thì ở cái bảng mà bản tiêu chuẩn thì nó khoảng 72 trên dưới 72 triệu, còn ở phiên bản đặc biệt thì trên dưới 74 triệu. Còn ở phiên bản thể thao thì nó trên dưới 76 triệu nha các bạn. Nó sẽ chia ra làm 3 phiên bản. Rồi, clip này thì mình cũng gửi đến các bạn về những cái chia sẻ của mình. Thì sau khi đã trải nghiệm con này thì khi nào mình có những cái gì tính năng mới thì mình sẽ cập nhật lên cho các bạn xem, cũng như là giá cả khi nào nó ổn định trở lại hay là có như thay đổi như thế nào mình sẽ cập nhật. Rồi thì clip mình cũng kết thúc tại đây và hẹn các bạn lại clip gần nhất. Và có thể là ngày mai mình sẽ cập nhật cho các bạn về giá cả những con xe tay ga trong tháng 11 tới đây, và cũng như xe số. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn các bạn lại clip gần nhất nha.